Chào mừng bạn đến với Gym Street. Trong video này, bạn xem cách rút tiền tại Bitterbest. Sau khi đăng nhập, hãy truy cập account. Tại đây, bạn có thể thấy số dư hiện tại của mình. Nhấp vào Withdraw. Chọn mạng mà bạn muốn thanh toán. Nhập số tiền bạn muốn rút. Số tiền tối thiểu là 10 đô. Dán địa chỉ ví mà bạn muốn nhận thanh toán. Xin lưu ý rằng, địa chỉ này tương ứng với mạng đã chọn. Tiếp tục với Continue. Tại đây, bạn có thể kiểm tra lại các mục đã nhập của mình và gửi yêu cầu rút tiền bằng cách nhấp vào Complete Withdrawal. Một lưu ý khác, trong khi tiền gửi được xử lý ngay lập tức, việc rút tiền có thể mất nhiều thời gian hơn một chút. Để biết thêm thông tin về Bitterbest và các quyền chọn tiền điện tử, vui lòng xem các video ghi lại các buổi hội thảo online của chúng tôi